Sao đây? Nghe được tiếng chách chách này có phải rất hưng phấn không đây? Anh không cần lần nào gặp tôi cũng nhắc lại dư hơi. Cô cười lên đi có được không? Mừng là chúng ta không cần giam mình trong phòng khám, có hoàn cảnh mới cho chúng ta thử cái mới. Mặt của cô đừng có chù hụ nữa có được không đây? Cũng chỉ là phụ giúp khử trừ rút kim vậy thôi, có gì khác biệt chứ? Chúng ta chỉ là thầy thuốc trung y bồi dưỡng thôi, cứ từ từ đi. Thầy thuốc thường cũng thâm niên vậy, vậy thì sao? Bệnh nhân làm kiểm tra phải ưu tiên, tập trị liệu cũng ưu tiên. Còn chúng ta phải lén lại lén lút, gian giờ làm, lúc nào cũng đứng sau cùng. Rõ ràng chúng ta cũng chữa bệnh mà. Chỗ này là sân chơi của Tây Y, đành nói là Trung Tây Y cộng tác thôi. Nhưng mà địa vị của Tây Y và Trung Y trước giờ đã không đồng đẳng với nhau rồi. Làm sao mới không đồng đẳng? Cái cả coi bệnh án chúng ta cũng phải hỏi y tá. Còn phải cầm theo cái máy quẹt thẻ giống như đi đòi nợ vậy. Thực tế ngay cả một nhân viên văn phòng của cục y tế cũng không bằng. Chị ra hai người ở đây sao? Có hai bệnh nhân làm xong kiểm tra quay lại sớm. Hai người mau lên chạy phụ đi. Chị biết. Đi đi nè. Đi đi, nhanh lên đi. Được rồi, tôi tự đi. Đi đi. Được bệnh rồi. Nhân đang chờ kìa, mau lên mau lên mau lên. Ê. Lệ lượng cho tôi coi. Hai người qua bệnh rút kim cho họ trước đi. Dạ biết. Lát nữa vị trí cánh tay này á. Ông à, bây giờ tôi rút kim cho ông nha. Ờ, cảm ơn. Bác à, bây giờ con rút kim cho bác nha. Ồ, được. Tha lũng. Bây giờ ông có thể nằm bình thường rồi. À, được, cảm ơn. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Ok chứ. Ồ, được, được. Richie, có phải anh chơi khăm tôi lấy hai cây đi không? Chơi khăm cô, tôi đang làm việc mà. Chết tôi rồi, tôi làm mất hai cây kim rồi. Hả? Tôi tìm phụ cô. Không có. Tôi cũng không tìm được. Chuyện là vậy. Lúc nãy tôi có cuộc đàm cứ trào lên, tôi nhổ ra lấy khăn giấy gói lại rồi. Vậy khăn giấy đó đâu? Tôi đã bỏ khăn giấy vô thùng rác rồi. Nhưng tôi không biết có khi bỏ luôn cây kim hay không. Cảm ơn. Để tôi tìm cho. Ra đi. Tìm được rồi. Nhưng mới có một cây thôi, còn cây kia đâu? Không có. Xảy ra chuyện gì vậy? Bị mất kim, còn một cây chưa tìm được. Hai người đã kiểm tra trên người bệnh nhân không có sao? Có thể rớt đâu đó thôi. Lúc trước chúng tôi cũng từng bị mất kim. Lần trước y tá cho chúng tôi mượn thiết bị dò tìm để tìm thử. Hai người thử tới trạm y tá hỏi thử, chắc là mượn được. Y tá, tôi muốn hỏi thăm có phải ở đây có mấy dò tìm kim loại không? À, cảm ơn. Cảm ơn. Ê, xin lỗi nha. Xin lỗi, xin lỗi. Chỗ này của ông. Mượn đi rồi. Có tìm được không? Đành chịu thôi. Theo quy định, tình huống này chúng ta có thể báo cáo lên AIRS. Chuyện nhỏ như vậy cũng phải báo cáo hả? Bị mất kim phải báo cáo là phân loại sự cố. Nhưng bây giờ đâu có ảnh hưởng thực tế đối với bệnh nhân đâu. Là nó là hệ thống trình báo sự cố. Cho dù là vụ việc nguy hiểm cận nguy cũng phải trình báo trong vòng 24 tiếng. Nhưng mà nghe nói nếu trình lên AIRS từ nay hồ sơ sẽ bị bôi đen. Cô cho chúng tôi tìm thêm một lát đi. Cậu đã tìm nãy giờ rồi, cho dù tiếp tục tìm cũng không tìm được đâu. Ông à, tôi có thể giúp gì được cho ông? Tôi muốn thay tả. Ông lại muốn thay tả? Lúc nãy ông đã thay rồi mà. Lúc nãy ông thay tả hồi nào? Thì thay lúc đang chăm đo. Gần đây bụng của tôi không khỏe cho lắm, cho nên tôi bấm chuông nhà hữu lý tới thay giùm cho tôi. Có khi nào cây kim đã bị bỏ theo gói tả đó không? Cũng có thể lắm. Hữu lý lúc nãy. Chị ơi, tôi muốn hỏi, có phải lúc nãy chị đã thay tả cho phòng bệnh hay không? Hôm nay phòng bệnh của nguyên tầng này đều do tôi thay tả hết. Vậy tả đó ở đâu? Nằm hết ở đây nè. Chúng tôi bỏ quên đồ trong đó, chị có thể cho chúng tôi không? Cứ lấy đi. Cảm ơn nha.
Để tôi làm cho. Tìm được rồi. Gộp đống tả lại trước đi. Nè nè nè. Nè. Y tá trưởng. Y tá trưởng. Ê, hai người xong rồi hả? Dạ phải, y tá trưởng. Y tá trưởng. Cực thân cho hai người hả? Không có gì. À phải rồi, hai người có biết Đường Thiều Quang không? Nó cũng là thầy thuốc trung y ở phòng khám của mọi người á. Dạ biết, Hikaru là thầy thuốc trung y cùng kỳ với chúng tôi. À, tôi chính là ba của Thiều Quang. À, xin chào, xin chào. Con là bạn đại học của Hikaru, Yu Titi, bây giờ đang ở chung với cổ đó. Con là Titi hả? Chú có nghe Thiều Quang nhắc tới con? Lúc dọn vô con có gặp gì rồi nhưng chưa gặp chú lần nào. Con chào chú. Con chào chú, con tên Lộ Diễn Chí, từ nay xin được chỉ dạy thêm. À, chào mọi người. À. À phải rồi, con nghe Hikaru nói ba má của cổ đều là y tá, không ngờ lại gặp y tá trưởng ở đây. Kế hoạch trung tây cộng tác này á, sau này có phải cũng do hai người tới đây không? Không phải, thầy thuốc trung y bồi dưỡng ở kỳ của tụi con á sẽ thay phiên tới bệnh viện hỗ trợ Kim học hỏi. Ồ. Ê, sắp tới lượt Hikaru rồi, tới lúc đó hai người có thể lập tổ cho con hợp tác. À, nó không có nói chú biết, nhưng mà gần đây chú phụ trách hạng mục này mới biết thôi. Ê, người ta là bác sĩ, tụi con cũng là bác sĩ, làm trung y chênh lệch dữ vậy. Tuy tụi con không phải là bác sĩ nhưng tụi con cũng là chữa bệnh. À, chú nhớ rồi, thậm chí tụi con tự xưng là bác sĩ cũng không hợp pháp, có phải không? Dù thế nào đi nữa, hôm nay cảm ơn tụi con nha. À, không phiền hai con nữa. Là phiền chú. Dọn đồ đi.